Tại sao bạn giàu nhưng không hạnh phúc? Hạnh phúc là một khái niệm khá trừu tượng. Nó thiên về cảm xúc hơn là thứ gì đó có thể đo lường được. Nhưng gần đây, nhiều cuộc nghiên cứu đã cố gắng giải mã bí mật của hạnh phúc và mối quan hệ của nó với tiền bạc, và một số kết quả đã khiến nhiều người bất ngờ. Hạnh phúc và tiền bạc không hẳn là tỷ lệ thuận với nhau. Có vô số những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào mỗi cá nhân. Tuy nhiên, xét theo phương diện khoa học, hầu hết các nghiên cứu về chỉ số hạnh phúc đều chỉ ra rằng những yếu tố như sức khỏe, sự giàu có, tình trạng hôn nhân và ngoại tình đóng một vai trò rất ít trong việc tạo nên hạnh phúc. Điều mà chúng ta vốn luôn nghĩ là sẽ tạo nên phần lớn hạnh phúc khiến ta mải mê theo đuổi, hóa ra lại không quan trọng như ta nghĩ. Ví dụ, trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã khảo sát vài trăm công nhân tại 10 địa điểm làm việc khác nhau, hỏi họ cảm thấy hạnh phúc như thế nào trong khoảng thời gian 25 phút trong cả ngày làm việc. Bất ngờ là những người có thu nhập cao hơn thực ra lại không hề hạnh phúc hơn những người có thu nhập thấp hơn. Thậm chí, họ còn phải trải qua nhiều áp lực, căng thẳng và cảm xúc tiêu cực hơn. Theo Harvard Business Review, sự giàu có và hạnh phúc không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau. Nghĩa là bạn có nhiều tiền, chưa chắc bạn sẽ hạnh phúc hơn. Và ngược lại, khi bạn có ít tiền hơn, chưa chắc bạn sẽ cảm thấy bất hạnh. Và tại sao lại như vậy? Một trong những lý do đó là sự giàu có dường như làm người ta ít hào phóng hơn. Trong một nghiên cứu Đại học California thực hiện, những người tham gia một trò chơi cờ cho thấy họ luôn thích độc quyền và kết quả là càng giàu có thì họ càng hẹp hòi bằng cách hạ thấp những người nghèo hơn mình và cho rằng mình ở vị trí áp đảo hơn. Tương tự, một nghiên cứu khác cho thấy khi người tham gia được cho 10 đô la và bảo có thể dùng số tiền đó để đóng góp cho người khác, những người giàu có hơn chỉ góp dưới 44% số tiền. Trong thế giới thực, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện những người giàu thường dành phần trăm rất nhỏ trong thu nhập của họ cho các mục đích từ thiện, trừ một số trường hợp rất đặc biệt như Bill Gates hay là Warren Buffett. Theo tờ Time, người giàu có hơn cũng có xu hướng cô độc hơn, và điều này ảnh hưởng tiêu cực tới cảm giác hạnh phúc. Người giàu cô độc bởi có nhiều tiền hơn sẽ khiến hướng tới việc giữ khoảng cách, hay đơn giản hơn, họ có thể không cần bạn bè. Hơn nữa, khi người ta leo lên được mức thu nhập cao hơn, họ coi trọng sự độc lập và ít kết nối xã hội hơn. Kết quả từ nghiên cứu của Notre Dame cho thấy những chỉ số hào phóng như quyên góp tiền tình nguyện và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè có liên quan mật thiết tới hạnh phúc. Càng có đời sống xã hội sôi nổi thì bạn càng trải nghiệm những cảm xúc tích cực. Nếu bạn may mắn giàu có, hãy khiến tiền của bạn trở nên ý nghĩa. Biết thế nào là đủ chính là chìa khóa cho sự an yên. Một người nào đó sống ở một quốc gia có GDP bình quân đầu người cao liệu có hạnh phúc hơn một người sống ở một quốc gia nghèo? Và liệu một người đã giàu có, nếu họ có thêm nhiều tiền hơn nữa thì họ có hạnh phúc hơn? Khi bạn tìm kiếm hạnh phúc bằng cách theo đuổi vật chất, thời gian, bạn dành cho việc nuôi dưỡng các mối quan hệ cá nhân, khả năng thấu hiểu bản thân và đồng cảm với người khác sẽ bị giảm xuống. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có và sẽ rơi vào cái bẫy của sự theo đuổi vật chất mà không hồi kết. Chính sự mải mê theo đuổi vật chất này là thứ khiến bạn không hạnh phúc. Việc theo đuổi thế giới vật chất chỉ cho bạn cảm giác hạnh phúc tạm thời khi vừa sở hữu một thứ gì đó hoặc vừa được ai đó ngưỡng mộ. Nhưng cái tôi của bạn luôn muốn nữa. Nó luôn cảm thấy thiếu thốn và không bao giờ hài lòng với hiện tại. Bạn sẽ luôn căng thẳng, mệt mỏi để đạt tới mức của cải và danh tiếng bạn cho rằng mình xứng đáng có, để rồi quên đi những gì mà mình đang có. Quên đi những giá trị tốt đẹp khác trong cuộc sống, như câu nói, trái đất có khả năng đáp ứng cho mọi nhu cầu của con người chứ không phải cho lòng tham của con người. Theo tỷ phú Mark Cuban, tiền không mang lại hạnh phúc. Mark Cuban là nhà đầu tư nổi tiếng trong chương trình Shark Tank của nước Mỹ và từng sở hữu khối tài sản 4,1 tỷ đô la. Sinh ra trong gia đình lao động nghèo, Cuban từng làm việc chăm chỉ ở tuổi thiếu niên để gây dựng sự nghiệp. Hiện ông sở hữu tập đoàn chuyên kinh doanh lĩnh vực giải trí và truyền thông, gồm hệ thống 58 rạp chiếu phim mang tên là Lasmark Theater. Thế nhưng mới đây, vị tỷ phú này cho biết ông không còn quan tâm đến việc kiếm tiền mà tập trung vào những thứ khác. Mark Cuban cho rằng tiền có thể mua được sự thoải mái, xóa đi gánh nặng, cơm áo gạo tiền nhưng không mang lại hạnh phúc thực sự. Ông chia sẻ, tôi đã ngừng việc gắng sức kiếm nhiều tiền nhất có thể từ lâu rồi. Tiền với tôi như vậy là đủ. Với tôi, giờ đây thời gian có giá trị hơn cả tiền bạc. Tỷ phú Cuban cho biết, ông bắt đầu có sự thay đổi trong tư duy từ khi trở nên giàu có. Năm 1999, ông và cộng sự Toastwater đã bán công ty cung cấp dịch vụ phát chương trình trực tuyến Brasscast.com do họ sáng lập cho Yahoo với 5,7 tỷ đô. Nhờ thương vụ này, Cuban trở thành tỷ phú. Tuy nhiên, chia sẻ tại một sự kiện năm 2017, ông cho biết sau đó đã nhận ra những điều quan trọng khác trong cuộc sống. Ông chia sẻ rằng, tôi đã tự hỏi mình cần thêm bao nhiêu tiền nữa và câu trả lời là tôi không cần thêm nữa. Theo tỷ phú này, tiền thực sự không có mua được hạnh phúc. Tiền có thể mua được sự thoải mái, mang lại cho bạn sự sáng suốt ở một số khía cạnh và giúp xóa đi gánh nặng của những hóa đơn, nhưng nó không mang lại hạnh phúc.
tôi từng hạnh phúc khi tôi khánh kiệt. Nếu bạn cảm thấy khổ sở khi khánh kiệt, thì tiền cũng không làm thay đổi được điều đó đâu. Nếu bạn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, một ngày nào đó điều lớn lao hơn sẽ đến. Nếu bạn thông minh, bạn sẽ yêu cuộc sống của mình hơn nữa. Và đó là những gì xảy ra với tôi. Cuban nói thêm, Mark Cuban cho rằng lợi ích lớn nhất của việc giàu có là có khả năng làm nhiều việc mà mất ít thời gian hơn. Tôi có thể làm nhiều việc nhanh chóng hơn bằng cách trả thêm tiền. Đây là điều quan trọng bởi vì thời gian là một tài sản mà bạn không thể sở hữu, mua bán hay lấy lại. Tỷ phú Mỹ lý giải. Đó là lý do Mark Cuban dành khoản chi tiêu lớn đầu tiên để mua một chiếc máy bay cá nhân, giúp ông tiết kiệm thời gian, nhận thức được thời gian quan trọng hơn tiền bạc nên ông đang tập trung vào việc thay đổi ngành chăm sóc y tế tại Mỹ. Sau khi làm cố vấn cho các nhà kinh tế, chuyên gia và chính trị gia, Cuban đã mở một công ty hoạt động trong ngành dược bởi ông cho rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện tồn tại nhiều vấn đề. Lúc này, ông không quan tâm hoạt động của công ty có mang lại lợi nhuận hay không. Quay về bên trong và thấu hiểu bản thân sẽ giúp bạn có cuộc đời viên mãn. Ngày nay, những câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng, tin tức về người nổi tiếng có cuộc sống xa hoa xuất hiện trên khắp Internet và khiến nhiều người cảm thấy mình cần làm gì đó để bắt kịp thời đại. Mọi người bị cuốn vào cuộc đua có tên tôi phải giống họ hoặc tôi phải hơn họ. Nhưng hãy bình tĩnh, bạn cần nghiêm túc dành thời gian cho bản thân, nhìn lại bản thân những sự việc mình đã trải qua, những gì thực sự quan trọng đối với mình, từ đó nghiệm ra ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình và sứ mệnh của bản thân. Trong cuộc sống này, ai cũng có một vai trò của riêng mình, và nếu bạn cứ mải mê chạy theo những thứ bên ngoài thì bạn sẽ mãi chỉ là một bản sao của người khác. Hãy quay về bên trong, thấu hiểu bản thân để tìm lại con người chân thật của mình. Từ đó, bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc. Tiểu thuyết gia Edith Wharton từng nói rằng, giá như chúng ta ngừng cố gắng để hạnh phúc, chúng ta có thể đã có được một khoảng thời gian hạnh phúc. Có lẽ bà đang ám chỉ rằng, hạnh phúc là những điều tươi đẹp bạn đang có sẵn rồi, không phải khi thành công thì mới nhìn thấy nó.